Thưa quý vị, chủ trương di rời các trường đại học ra khỏi trung tâm thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ lâu. Đây được xem là vấn đề cấp bách trong bối cảnh gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng ngày càng nghiêm trọng ở Hà Nội. Tuy nhiên cho đến nay thì việc di rời các công trình này gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Từ năm 2007, quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2016 được Thủ tướng phê duyệt, đề cập đến việc di rời các trường công lập có diện tích dưới 2 hectare ở nội thành Hà Nội ra ngoại thành để đạt tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu 10 hectare một trường. Năm 2009, sau khi Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống trường đại học cao đẳng tại vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo chủ trương trên, năm 2010-2011, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng đưa ra phương án di rời 12 trường đại học ra khỏi khu vực nội đô Hà Nội. Các trường này sẽ được bố trí tại 7 khu đô thị vệ tinh như Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Phú Xuyên. Thế nhưng, thực tế là đến thời điểm này, sau 10 năm triển khai, mới chỉ có một trường đại học được di rời. Trường di rời trường đại học mà ra khỏi nội đô thì tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng. Tuy nhiên thì kết quả chúng ta thấy rằng là gần như cái dịch chuyển đó nó chưa mang lại được những các cái điều chúng ta kỳ vọng. Thậm chí kể cả những các cái trường lớn như Đại học Quốc gia cũng đã bố trí những cơ sở ở Hòa Lạc và cũng đã có một cái kế hoạch triển khai khá là gọi là cũng quyết tâm, nhưng mà cho đến nay thì bắt đầu mới đang được dịch chuyển. Trường Đại học Ngoại thương theo quy định phải di rời từ năm 2011. Cả ba cơ sở trong Nam ngoài Bắc rất chật chội, cộng lại mới khoảng 10 hectare. Nhưng sau 10 năm, trường vẫn nằm tại địa chỉ cũ, trên con phố, lúc nào cũng đông đúc, tắc nghẽn của Hà Nội. Lúc giờ mà em tan học thì là bắt đầu tắc đường, bởi vì ở đây cả ba trường nó đều đổ vào điều này, đây cả bệnh viện, nên là đều tắc đường. Thường thì bọn em phải mất khoảng 15 đến 20 phút để đi từ khoảng 100 mét từ cổng trường ra đây. Ở ngoài đường rất là tắc, và vào trong trường cũng tắc như thế nữa, nên là khiến cho di chuyển từ nhà em đến trường thường là mất 30 phút, mà dù thế mà đi bình thường mà không tắc đường thì mất 10 phút thôi. Hà Nội hiện có khoảng 60 trường đại học, 40 trường cao đẳng và hệ thống các trường đào tạo dạy nghề, chiếm diện tích khoảng 450 hectare. Nhiều đoạn đường chỉ vài km, thế nhưng có đến 7-8 trường đại học cao đẳng. Tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân chỉ vài km, phải cõng đến 7 trường đại học lớn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Hà Nội, Học viện An ninh, Học viện Bưu chính Viễn thông. Mỗi trường này có khoảng hơn 10.000 sinh viên, gây áp lực lớn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Cái đất của đô thị nó quá chật, trở nên cái không gian để mà bảo đảm cái việc dạy và học nó hạn chế, rồi chỗ trọ, rồi cái nơi ở, rồi các cái phương tiện điều kiện thực hành nó đều không đáp ứng được. Theo lý giải của Bộ Xây dựng, nguyên nhân của việc chậm trễ di rời trụ sở bộ ngành, các trường đại học chủ yếu là do việc xây dựng cơ sở mới đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn, nhưng chưa được bố trí, chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng. Còn các cơ quan chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại là quyết định 130, như là chưa chậm xây dựng cái đề án di dời, bao gồm danh mục, chỉ tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời. Rồi là cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó là cái nguồn ngân sách để bố trí cho việc di dời trụ sở và đầu tư xây dựng cái hạ tầng kỹ thuật. Khu vực quy hoạch trụ sở mới thì cũng trong khi nhu cầu còn vốn rất lớn thì mà ngân sách chúng ta cũng còn hạn chế. Trong khi đó, các chuyên gia xây dựng đều cho rằng việc di rời các trường đại học cao đẳng ra khỏi nội đô là vấn đề cấp bách. Để làm được điều này, phải cần có sự chỉ đạo và cuộc quyết liệt từ chính phủ, các bộ, ngành và quyết tâm về công tác tư tưởng của lãnh đạo các nhà trường. Tuy nhiên, từ quyết tâm đến hành động cụ thể vẫn là một chặng đường dài.